Theo thống kê sơ bộ thì hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 2.000 đơn vị khách sạn, nhà hàng đang hoạt động. Đi kèm theo đó là nhu cầu tuyển dụng đối với các đầu bếp cũng là rất lớn. Tuy nhiên hiện nay số đầu bếp được đào tạo bài bản lại chiếm không nhiều nên các đơn vị cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình tuyển dụng. Anh Nguyễn Xuân Vinh, cựu học viên lớp đầu bếp trường Hướng nghiệp Á Âu, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang là bếp trưởng của một nhà hàng lớn ở Phú Nhuận với thu nhập gần 20 triệu đồng một tháng. Theo anh Vinh, nghề đầu bếp hiện nay đang có nhu cầu rất lớn từ hệ thống nhà hàng khách sạn ngày càng nhiều. Mặt khác, đối với những đầu bếp được đào tạo bài bản, chế độ đãi ngộ mà các doanh nghiệp dành cho họ cũng ở mức khá cao. Thậm chí, ngay học viên lớp bếp trưởng mới ra trường cũng có thể dễ dàng tìm cho mình một công việc với mức thu nhập trên 5 triệu đồng một tháng. Công việc của người đầu bếp thì nó tương đối là căng thẳng. Người đầu bếp thì phải có cái niềm đam mê thì mới làm việc được. Hiện nay thì nghề bếp đang được lên ngôi. Thì so với các ngành nghề khác thì đầu bếp là thu nhập tương đối ổn định hơn, cao hơn. Chúng tôi đã đào tạo mỗi một năm là khoảng 1.000 học viên. Khi mà học viên vừa tốt nghiệp xong là chúng tôi đã giới thiệu đi làm những cái nhà hàng khách sạn. Và đa số những học viên đang học ở trường thì đến thời điểm này là họ vẫn có những công việc rất tốt. Hiện nay, tại một số trường đại học cao đẳng, trường nghề, đào tạo đầu bếp đã trở thành một ngành học chính quy, hàng năm thu hút khá nhiều học viên đăng ký theo học. Mà những lớp này, người học không chỉ được truyền thụ kỹ năng chế biến món ăn, mà những kiến thức cần thiết về văn hóa ẩm thực, ý nghĩa món ăn, tỷ lệ dinh dưỡng của từng món cũng được đào tạo bài bản. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề, học viên ra trường không thể xin được việc làm, các em học sinh hoàn toàn có thể đưa thêm nghề đầu bếp vào danh sách các lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai của mình.